Chương trình hôm nay thì tôi tên là Hằng, cán bộ là chuyên gia về cố vấn về khởi nghiệp và là cố vấn cho startup. Trước đây thì tôi có làm cho chương trình cố vấn của chương trình IPP, hỗ trợ và xây dựng toàn bộ chương trình grant tài trợ cho các startup của Việt Nam. Hôm nay thay mặt cho công ty VSV, tôi đến trình bày về cái mô hình hoạt động về vận hành của Việt Nam Silicon Valley tại Việt Nam được 5 năm nay rồi, đến ngày 18 tháng 10 này sắp sửa tổ chức 5 năm hoạt động tại Việt Nam. Một cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ấy, thì tại các nước phát triển thì đã rất là phát triển, nhưng riêng Việt Nam thì hiện tại từ năm 2014 cho đến trở nay chúng ta đã có rất là bước tiến rất nhiều về hỗ trợ và có các đối tác tham gia vào hỗ trợ cho khởi nghiệp. Như chúng ta thấy, nếu lấy startup làm trung tâm thì có rất nhiều đối tác nó hỗ trợ cho cái khởi nghiệp. Bởi vì nếu mà thiếu một trong số các yếu tố đó thì khởi nghiệp rất khó thành công và rất khó có thể sống được. Ví dụ như là một trong số đó tổ chức thúc đẩy kinh doanh thì VSVA chính là cái tổ chức là ở đây. Ngoài ra thì có các cái trung tâm nghiên cứu và phát triển, các trường đại học, đó là các cơ quan chính phủ của nhà nước và các văn phòng chính phủ các nước, họ thường chúng ta hay gọi là các chính phủ viện trợ ODA hoặc các cái quỹ tài trợ impact, và các cái công ty cung cấp dịch vụ khác như là công ty cung cấp dịch vụ về tài chính, rồi là một số các công ty đại chúng khác, các tổ chức lớn mà họ có những khoản nguồn set up ra các cái quỹ đầu tư nghiệp nghiệp như là Google hoặc là Facebook vân vân. Thế và các nhóm đầu tư thiên thần và các cái quỹ đầu tư mạo hiểm. Đấy, như chúng ta thấy là nếu mà trong một cái hệ sinh thái đổi mới khởi nghiệp thì có rất nhiều yếu tố. Trong đó thì hôm nay tôi xin phép trình bày là VSV thì là chỉ là tổ chức thúc đẩy kinh doanh là một trong số đó thôi. Nếu nói về VSVA thì VSVA là một trong những tổ chức hàng đầu tại Việt Nam, là tổ chức thúc đẩy doanh nghiệp và hỗ trợ và đầu tư cho các startup từ năm 2015 cho đến nay. Thế thì chương trình hỗ trợ cho chương trình này được Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ. Và chương trình, nếu mà nói ra các quy trình và hoạt động của chúng tôi như nào đến cho đến ngày hôm nay, thì các cái chương trình hỗ trợ cho thúc đẩy cho startup thì gồm có các chương trình bootcamp 4 tháng cho startup, rồi là xây dựng các cái trung tâm không gian làm việc chung mà chúng ta gọi là co-working, và đầu tư vốn mồi. Và ngoài các chương trình chạy, trong quá trình chạy 4 tháng thì các startup sẽ có các cái cố vấn khởi nghiệp được làm việc và học cùng với các cố vấn trong 4 tháng. Và trong các thời gian 4 tháng đó, các startup sẽ được đào tạo rất nhiều từ mô hình kinh doanh tinh gọn, xây dựng kế hoạch kinh doanh một trang hoặc là chiến lược marketing và các kỹ năng pitching, gọi vốn đầu tư. Như các bạn thấy là ở đây các cái công ty, cái logo ở đây là một loạt tổng số một số các công ty startup mà VSVA đã đầu tư từ năm 2015 cho đến ngày hôm nay. Tổng số lên hơn 70 công ty tất cả, gần 100 công ty tất cả. Quy trình vận hành một cái vườn ươm của VSVA, một cái trung tâm hỗ trợ về đổi mới sáng tạo cho của VSVA như là chúng tôi gồm có 7 bước. Đầu tiên là cái chương trình huấn luyện tập trung tại 4 tháng tại trung tâm cái gọi là co-working của VSVA, mà trước nữa chúng tôi sẽ mời các chị sang tham quan tại số 24 Lý Thường Kiệt. Thì tại đây thì các startup làm việc cùng với các cố vấn trong 4 tháng và đào tạo, thực hiện, xây dựng phát triển sản phẩm hoặc là các cái mô hình kinh doanh, xây dựng cho mô hình kinh doanh của mình, thậm chí điều chỉnh và đồng thời thử nghiệm tại thị trường. Và trong quá trình thực hiện 4 tháng này, trong quá trình thực hiện đào tạo 4 tháng thì các startup cùng làm việc với các cố vấn và các cái điều phối viên của chương trình vận hành này và sẽ cùng trao đổi thường hàng tuần và thậm chí có thể là hàng ngày. Thế sau đó thì là đưa ra các cái mốc chính để mà cộng tác startup cần phải đạt được và các cái công cụ để các startup có thể thực hiện được. Một cái 4 tháng này là đào tạo rất là khá là làm việc, khá là căng thẳng và thời gian làm việc rất là dày. Đây là 7 bước cho một cái quy trình vận hành của trung tâm hỗ trợ cho startup của VSVA. Trên màn hình thì đây là chúng tôi giới thiệu là cái màn hình dựng gần đây là trung tâm hỗ trợ của chúng tôi, hỗ trợ cho các startup ngồi làm việc và làm việc cùng với cố vấn. Đây là các cái startup đấy. Và các bạn có thể làm việc tại đây và có thể ra khảo sát thị trường của họ, có thể lên trình bày các cái mô hình kinh doanh của mình.
Và tại đây chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ các nhà đầu tư thiên thần hoặc các vị đầu tư thiên thần đến và gặp gỡ giao lưu cùng các startup và trình bày kế hoạch kinh doanh của mình và gọi vốn tại đây. Kể từ năm 2015 đến nay thì VSV đã đầu tư trên gần 100 công ty startup và trong đó có một số và giai đoạn bồi thôi, giai đoạn sớm ban đầu thì trong đó có một số startup thì đến nay giá trị trên 30 triệu đô, ví dụ công ty Logi hoặc là công ty Base. Và gần vòng định giá gần đây nhất thì công ty này đã được các quỹ nước ngoài họ đầu tư và họ đã định giá là trên 30 triệu đô. Còn công ty Bay thì đã được có vừa gọi vốn và được 1 triệu rưỡi, 1 triệu 3 đô. Và trong đó công ty VSVA thì đầu tư vốn mồi là 10.000 đô vào từ năm 2014, tức là năm trước. Một số các cái hộ mà cái quy trình chúng tôi làm ra là để ra được những cái startup mà đến nhiều triệu đô như này thì ra một công trình rất là vất vả. Đầu tiên chúng tôi sẽ các công ty, chúng tôi mời gọi các công ty họ nộp hồ sơ, thậm chí số lượng hồ sơ đến bây giờ trong cái database của công ty lên đến hơn 1.000, gần 2.000 công ty tất cả. Sau đó thì trải qua các phòng xét duyệt hồ sơ online, rồi các VSVA sẽ tổ chức cái buổi phỏng vấn các founder và đánh giá cái mô hình kinh doanh. Sau đó mới chọn lựa các startup vào để ươm tạo. Và đến thời điểm hôm nay thì tính theo thống kê thì trên 30% số các công ty chúng tôi và VSVA đã ươm tạo gọi được vốn vòng sau. Và giá trị trung bình một cái startup gọi được vòng sau đó, giá trị trung bình được định giá trên 8 triệu đô. Và trung bình mỗi một startup gọi, đây là trung bình cộng ạ, thì gọi vốn được khoảng trên 100.000 đô. Và có những startup vòng tiếp theo gọi cao nhất là lên đến hơn 500.000 đô sau 4 tháng bootcamp. Và cái hiệu quả của chương trình VSVA của tôi theo tính chúng tôi theo các cái con số liệu chúng tôi tính toán ra là trên 3.000 người được hưởng lợi, tạo ra công việc làm rất là nhiều và họ đã gặp gỡ được học các startup cũng như các nhà đầu tư thiên thần tham gia được học hỏi về phương thức đầu tư nên bảo hiểm và các cái mô hình kinh doanh rất là bài bản. Đây là một số các con số thành tựu của VSVA trong 5 năm qua. Trong quá trình ươm tạo 4 tháng ấy, thì VSVA sẽ mở rộng kết nối thị trường, kết nối các startup cho kết nối các đối tác về thị trường cho các startup qua các chương trình giao lưu, kết nối tại các nơi, các hội chợ đi ra nước ngoài để pitching trước các cộng đồng, các quỹ đầu tư bảo hiểm cũng như các nhà đầu tư thiên thần nước ngoài. Vì là như mọi người biết là các cộng đồng đầu tư nước ngoài thì ngoài các quỹ đầu tư bảo hiểm họ đầu tư thông thường Series A trở lên thì 1 triệu đô trở lên. Còn các cái vòng ở dưới thì họ gọi là vốn mồi. Và vốn mồi thông thường thì một số các nhà đầu tư cá nhân là người ta quan tâm, vì các cái quỹ thì ta chỉ quan tâm những chương trình đầu tư như thế để người ta có nhiều công sức khi mà thẩm định các cái đầu tư, rất là nhiều chi phí, cho nên người ta không muốn đầu tư nhỏ lẻ. Về các quỹ đầu tư bảo hiểm trên thế giới tại Việt Nam thì như thế nào? Quỹ đầu tư bảo hiểm ở các nước phát triển như Mỹ hoặc là Anh hay các nước châu Âu thì và Singapore chẳng hạn rất là phát triển, và phát triển không phải gần đây mà hơn 50 năm nay rồi. Ví dụ như tại Hoa Kỳ, quỹ đầu tư bảo hiểm thì họ có rất nhiều, thậm chí bây giờ các tập đoàn lớn như Apple hay Amazon họ có các quỹ đầu tư rất lớn, tự nhiên là Google họ có thể bỏ ra khoảng nửa tỷ đô một năm để bỏ ra trích từ lợi nhuận họ chuyển sang thì chỉ cho quỹ VC là quỹ đầu tư bảo hiểm để đầu tư vào các startup trên toàn cầu. Thế và ví dụ như là tổng vốn đầu tư bảo hiểm cho startup tại Mỹ chẳng hạn vào năm 2016 đạt đến 69 tỷ đô, tương đương với 0,37% GDP của Mỹ. Đấy là những con số, một vài con số chúng ta có thể mô tả rất lớn. Còn quỹ đầu tư bảo hiểm tại Israel được gọi là một quốc gia startup qua khởi nghiệp, xếp hạng thứ 17 về cạnh tranh trên các nước trên thế giới. Thì sau khi mà họ khắc phục khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng nợ công thì họ cũng bắt đầu xác định mục tiêu của quốc gia phải trở thành là quốc gia khởi nghiệp. Cho nên đến năm 2017, các công ty công nghệ của Israel là người ta có thể gọi vốn được đến hơn 5 tỷ đô. Đây là số liệu của năm 2017. Và qua rất nhiều các cái vòng thì một số startup của công ty Israel bây giờ là giá trị là công ty Unicorn. Tức là Unicorn là các công ty startup khi mà đạt giá trị 1 tỷ đô trở lên. Các anh có chị có biết ở Việt Nam mình có công ty nào mà đạt giá trị được công Unicorn chưa? PNG vào đúng rồi ạ. Họ đầu tư vào công ty gì ấy? Game và gì nữa ạ? Chính trị.
Tiki chưa được gọi là unicorn. Em nghĩ là công ty Zalo được định giá hơn 1 tỷ đô vào năm 2018 và VNG là VNPay thì định giá 1 tỷ đô phần đầu năm nay. Còn các công ty mà dưới 1 tỷ đô thì chưa gọi là unicorn. Chúng ta cũng rất mong muốn là các anh chị ở các tỉnh hoặc địa phương mong muốn là chúng ta có mỗi năm có được một hoặc hai công ty tỷ đô như thế. Thực ra đấy là một cái niềm tự hào. Thế còn về quỹ VC, tức là quỹ đầu tư mạo hiểm, em nói tắt VC tức là Venture Capital, nhưng thực ra mọi người gọi tắt là quỹ đầu tư mạo hiểm. Thì cộng đồng người ta nói quỹ VC, tức là nói VC là mọi người hỏi quỹ đầu tư mạo hiểm. Thì ở Việt Nam thì tình hình như nào? Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam thực ra là trong 5 năm trở lại đây là phát triển rất là nhanh, đặc biệt trong 3 năm gần đây, và bắt đầu thực ra đã có những startup tỷ đô, startup unicorn. Thế và tổng số vốn theo thống kê là năm 2018 thì tổng số vốn đầu từ các quỹ đầu tư mạo hiểm vào Việt Nam đạt được gần 800 triệu đô, và từ đầu năm 2019 đến năm nay thì đạt gần 900 triệu đô. Tôi hy vọng là đến cuối năm nay có thể đạt hơn 1 tỷ đô. Đấy là tất cả tổng như vậy, là tăng rất nhanh. Và theo tôi biết, tôi nhớ là năm 2017 tổng số vốn của quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư vào các tất tại Việt Nam chỉ đạt 400 triệu đô thôi, nhưng đến năm 2018 gần gấp đôi. Chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội này. Thế mà tuy nhiên thì Việt Nam thì số lượng các cái quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam thì chưa nhiều, và số lượng chỉ thấp hơn 3. Bởi vì lý do là các quy định về về vốn là, và thứ hai đó là một số các khi thoái vốn, và tức là khi mà thoái vốn và sau 3 năm đầu tư đấy, ở Việt Nam có một số quy định nó ràng buộc, cho nên các nhà đầu tư nước ngoài thì là khó có thể thoái vốn được. Cho nên là cái cơ chế hiện tại chính phủ Việt Nam cũng đang cố gắng gỡ cái vấn đề này, thì sẽ lượng tư những người đầu tư Việt Nam là có tiền nhưng chưa khai được hết được cái kênh này. Cho nên là các startup Việt Nam hiện tại là khó tìm được các nguồn đầu tư. Mặc dù Việt Nam có những startup cũng khá là tốt. Sau đây tôi xin trình bày là các quốc gia trên thế giới thì đã xây dựng mô hình Silicon Valley như thế nào. Bởi vì Silicon Valley nó cũng xuất phát từ cái việc là cái thung lũng Silicon ở bên San Francisco, ở California, Mỹ là nơi trung tâm của rất nhiều các tập đoàn tech nổi tiếng và lớn nhất trên thế giới, ví dụ như là từ Google, Facebook và các cái tập đoàn Airbnb, và hầu hết là các công ty về tech trên thế giới hiện tại là họ có văn phòng đại diện tại văn phòng trụ sở chính tại đó. Cho nên là tại sao chúng nói mô hình Silicon Valley, bởi vì nó không phải là một cái vườn ương hay những cái mô hình, nó gồm bao gồm rất nhiều từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, rất nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm, và các trường đại học người ta cũng có quỹ đầu tư mạo hiểm và có các cố vấn hỗ trợ cho đầu tư cho sinh viên để có các cái đầu tư vào startup của sinh viên. Thứ ba là cộng đồng các nhà đầu tư thiên thần cũng rất là lớn, thậm chí ở Mỹ cộng đồng đầu tư thiên thần chiếm hơn 32 tỷ đô số liệu của năm 2017, còn hơn cả quỹ đầu tư tư nhân PE ở Việt Nam. Về cái mô hình mà các quỹ đầu tư mạo hiểm, tại sao ở ví dụ như ở bên Mỹ thì tại sao người ta chọn con đường Sam Hill Road là cái con đường dày đặc các cái địa chỉ, các cái quỹ đầu tư mạo hiểm, các cái vườn ươm và các cái startup ấp tại đây? Bởi vì là người ta rất thuận tiện khi đến gặp nhau trao đổi, có khi trong cầu thang máy người ta có thể gặp nhau trao đổi ý tưởng một startup, gặp được một quỹ đầu tư để trao đổi ngay trong 2 phút về ý tưởng kinh doanh của mình. Thậm chí có rất nhiều startup mà đã từng nổi tiếng là gọi vốn rất nhanh, chỉ sau mấy phút pitching với cả nhà đầu tư gặp nhau ở tại cầu thang hoặc là cà phê thôi. Cho nên con đường này nó dày đặc số lượng, một thậm chí con số đã thống kê ở đây là trên một phút, tức là một bàn chân là diện tích ở đây, diện tích của cái mảnh đất ở đây nó giá trị đến 111 đô, bởi vì nó giá trị rất nhiều công ty tỷ đô và nhiều quỹ tỷ đô đóng ở tại đây. Cho nên là thông thường các cái môi trường mà set up một cái nơi để quỹ đầu tư này, start up này, các cái trung tâm vườn ươm là thường nó gần nhau, rất là gần nhau, và nó rất độ dày đặc rất là lớn, nó thuận tiện trong việc gọi vốn và đàm phán tăng trưởng. Ở Hàn Quốc thì có con đường gọi là Tehran Road, thì nó cũng có mô hình đó. Trên đây, trên dọc con đường này tại trung tâm Seoul của Hàn Quốc thì có một loạt các cái quỹ đầu tư mà họ đóng tại các cái vườn ươm, các trung tâm
gọi là DCAM này, trong đó có rồi là các công ty lớn của thế giới, công ty công nghệ Facebook, Amazon hoặc là các công ty khác, họ đều đóng ở đây, Google, eBay vân vân hết ở đây, cùng với một loạt các quỹ đầu tư VC tại đây và startup. Nó kiểu như là phố vua của về chứng khoán ấy. Các anh các chị có thấy là ở Việt Nam mình có chỗ nào như thế chưa? Hà Nội hay Hồ Chí Minh chẳng hạn mình có cái chỗ nào như thế, mình mong muốn là có được địa điểm để mình đi tham quan. Có rồi ở đâu em? Không, em hỏi chị có chưa? À, thực ra chị đang hỏi nếu mà em biết thì chị biết để chị đến chị tham quan, bởi vì rất là mong muốn như thế. Vì là startup đến chẳng hạn chị có thể mời hẹn được các quỹ đầu tư pitching gọi vốn rất nhanh. Mình Việt Nam mình đang chưa có cái này, đang cố gắng là vươn lên như thế. Thế còn Singapore thì nó gọi là Block 71, tức là cái khối này là cũng là một cái nơi tổ chức gần như dạng như là cái nơi dày đặc, rất nhiều các cái trung tâm hỗ trợ cho startup này, và lượng startup rất đông ở đây và quỹ đầu tư cũng rất lớn. Đấy. Họ có thể gặp nhau rất nhanh chóng để có thể trao đổi về mô hình kinh doanh của mình, thậm chí là tìm mentor cố vấn về kinh về khởi nghiệp và đồng thời gọi vốn đầu tư luôn. Cho nên các startup ở bên Singapore, trung bình tôi thấy là trên thống kê của Dean Street, một cái tạp chí chuyên về startup của Singapore mà nó khu vực bao phủ của châu Đông Nam Á này, thì trung bình tháng nào họ cũng phải gọi ít nhất được là 5-6 startup gọi vốn đầu tư, và Series A của họ trung bình là 3 triệu đô chứ không phải như 1 triệu đô như Việt Nam. Định giá của họ cao hơn với thị trường của Việt Nam. Hoặc là ở Tel Aviv cũng có một nơi gọi là Silicon Wadi, tên gọi thế ở Israel, có hơn 180 quỹ đầu tư mạo hiểm đóng tại đây cùng các vườn ươm và tổ chức thúc đẩy doanh nghiệp cho startup tại Tel Aviv. Ở đây có trên 8.000 startup đang hoạt động tại Israel và 2.900 tại thủ đô. Các chị có biết là tổng số startup của Việt Nam đến hôm nay thống kê được khoảng bao nhiêu không ạ? Có ai biết không? Toàn bộ Việt Nam. Em biết là có một nhóm startup họ đang định thu gom các cái dữ liệu về startup vào, và tổng số startup hiện tại các bạn đến hôm nay các bạn mới gom được khoảng độ hơn 5.000 startup, và trong tay hiện tại bên em VSBA là có khoảng gần 2.000 startup có database. Tuy nhiên là update mà đến năm 2018, thế thì tổng số và chưa kể là hàng năm là có khoảng độ hơn 500 startup mới ra đời, thì nó vào ra liên tục, và thị trường nên là vào ra liên tục. Và startup tự phát, còn chưa kể thống kê các tỉnh, có thể là có những mô hình có bạn có ý tưởng tốt nhưng mà chưa được ươm tạo hạn, có khi chết nhanh chóng. Đấy, như vậy tổng cộng của startup không thôi ở Việt Nam là đến bây giờ là theo số liệu của em biết là khoảng độ hơn 7.000 startup tất cả. Từ VNG là bởi vì công ty còn quá lớn thì mình không nói, còn đến trung bình là khoảng đến hơn 7.000 startup đang trong số đó. Số lượng chết bao nhiêu, số lượng còn sống bao nhiêu, số lượng gọi vốn vòng lần A vòng B bao nhiêu phần trăm, thì VFB đã chuẩn bị là cố gắng là tìm số liệu để cập nhật thường xuyên, bởi vì số liệu về bắt đầu nó thay đổi liên tục, cứ một quý nó thay đổi, gọi vốn được nó thay đổi, vì startup thường là trung bình một năm người ta phải gọi vốn một lần, 6 tháng là bắt đầu phải chuẩn bị gọi vốn cho của năm sau. Gọi vốn là một quá trình rất là vất vả cho startup. Đối với Việt Nam thì chúng ta có giải pháp gì? Có rất nhiều giải pháp trên thế giới, nhưng ở với Việt Nam thì chúng ta làm theo cách của chúng ta. Chẳng hạn ở với Việt Nam thì với VSBA thì đang xây dựng cái mô hình gọi là nhà đầu góc, nhà đầu tư thiên thần, theo kiểu dạng cà phê long như này, thì các nơi các nhà đầu tư thiên thần đến tham gia kết nối với các nhà đầu tư với nhau hoặc là với startup và tìm các cái cơ hội đầu tư, và họ cũng được VSBA là đào tạo về các kiến thức từ đầu tư mạo hiểm, vì đầu tư mạo hiểm nó có khác hoàn toàn so với việc đầu tư về chứng khoán hay bất động sản hoặc kênh khác mà cũng không phải là cho vay, vì nếu không hiểu thì người ta nghĩ rằng là như kiểu chơi chứng khoán chẳng hạn, là đầu tư tiền vào xong đợi hàng tháng hay hàng quý có mặt tiền ra chẳng hạn, đầu tư mạo hiểm và đầu tư vào startup nó không như thế. Thế và trên cái mô hình đó thì VSBA mang cái văn hóa về Silicon Valley tại bên Mỹ đến Việt Nam, và các chương trình đào tạo đặc thù ví dụ như là gọi là Angel Camp. Angel Camp là gì ạ? Là chương trình tổ chức 2 ngày 1 đêm cho các nhà đầu tư. Tổ chức chương trình này gồm có kết hợp đào tạo, workshop, huấn luyện về các kiến thức đầu tư mạo hiểm và đầu tư vào các cái startup như thế nào, cách gọi vốn, các cách hợp vốn đầu tư như thế nào và thẩm định đầu tư ra làm sao.
thì các chương trình này là VSDA có đưa ra các chương trình đào tạo cho các nhà đầu tư, và sau đó thì kết nối cùng với các startup, để vì là nhà đầu tư thì phải đi tìm các startup để đầu tư, và đồng thời các startup đều phải đi tìm các nhà đầu tư để gọi vốn. Thì nơi đấy là matching được giữa nhà đầu tư một bên và một bên là các startup. Các nhà đầu tư ở đây là nhà đầu tư thường được gọi là đầu tư thiên thần, bởi vì lý do là nhà đầu tư thiên thần thì rất là tốt và đầu tư vào giai đoạn sớm, khi mà các startup có thể chỉ là ý tưởng hoặc là các bạn ấy mới ra được các cái sản phẩm mẫu và chuẩn bị trước khi mở rộng đưa vào thị trường thì còn phải chỉnh sửa điều chỉnh. Và các bạn ấy đấy là gọi thì các nhà đầu tư thiên thần thường là đầu tư vào giai đoạn này, thường đầu tư không nhiều tiền. Thông thường tại Việt Nam nó có rất nhiều, có các nhiều cách để làm startup, nhưng mà những startup mà mới thì có thể đầu tư mức khoảng độ mấy trăm triệu đồng, còn đầu tư mà lớn thì nó là giai đoạn sau. Đây là một Angel Camp, là một cái chương trình đào tạo của VSBA cho các nhà đầu tư thiên thần. Và một chương trình thứ hai là gọi là Investor Bootcamp, là cái chương trình bootcamp rất là dài khoảng độ 5 ngày cho các nhà đầu tư. Chương trình này thì có thể là mời chị Hạnh, có thể chị Hạnh lên nói qua một chút chương trình Investor Bootcamp như thế nào ạ? Trong 5 ngày chỉ được phép mấy giây thôi ạ? Em chào anh chị, em xin giới thiệu, em là Hạnh, phụ trách chương trình ACA Bootcamp, một mô hình tổ chức thúc đẩy mới của VNP mới ra đời năm nay. Và hiện nay là bên em đang tổ chức chương trình để 4 tháng, thì em cũng là người đi từ đầu của cái dự án VNP từ năm 2013, khi mà mới được bộ đồng ý cho thí điểm thử nghiệm mô hình thu lỗ xin từ Valley tại Việt Nam. Thì trong quá trình làm thực tế thì bên VNP nhận thấy rằng thị trường đang rất thiếu các kiến thức về đầu tư mạo hiểm, kiến thức đầu tư mạo hiểm cũng như về tổ chức thúc đẩy kinh doanh, cũng như là về cách làm sao ươm tạo của startup và kết hợp với vốn mồi đầu tư. Thì VNP đã đưa ra chương trình là Investor Bootcamp. Đây là chương trình 5 ngày, đào tạo full time 5 ngày cho tất cả các lãnh đạo, các cán bộ phụ trách công tác là phát triển cho startup, muốn gây dựng hệ sinh thái, cũng như việc là làm sao để tạo được thị trường vốn đầu tư mạo hiểm dành cho startup. Thì trong chương trình này bên em sẽ có truyền đạt, thứ nhất là làm thế nào để mà ươm tạo và đầu tư cho startup hiệu quả, thế nào là hình thức đầu tư mạo hiểm và làm sao mà có thể giảm thiểu rủi ro khi đầu tư vào các startup, và lối ra lối thoát cho một accelerator, và phân biệt giữa startup và SME, tức là giữa doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ, phân biệt giữa tổ chức thúc đẩy doanh nghiệp accelerator và vườn ươm incubator. Hiện nay Việt Nam mình rất nhiều tỉnh đang muốn làm vườn ươm, thì điểm khác biệt giữa mô hình VSBA accelerator khác với các vườn ươm mà các tỉnh rồi tại Việt Nam đang làm là như thế nào, thì sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức trong 5 ngày này ạ. Cảm ơn Hạnh. Thực ra là muốn nói dài hơn nữa thì khoảng mất mấy ngày, và nhưng đấy là bí quyết của VSBA và chắc là họ sẽ thu phí đấy ạ. Như vậy, Investor Bootcamp là một chương trình đào tạo hai và chuyên sâu hơn rất nhiều so với cả chương trình Angel Camp cho các nhà đầu tư. Một chương trình thứ ba, đặc thù thứ ba của VSBA gọi là BA, viết tắt của Business Accelerator, cái chương trình hỗ trợ cho kinh doanh cho các startup. Chương trình này kéo dài là trong 4 tháng đấy, và trải qua rất nhiều phương pháp đoạn, rất nhiều bước, nhiều 7 bước như là tôi nói ở trên. Để mà một cái chương trình BA này chọn được khoảng độ 10 công ty thì công ty VSBA phải lọc khoảng độ trên dưới 100 hồ sơ của công ty, họ nộp đơn lên thì mới chọn ra được, và phỏng vấn các cái founder. Mà ai là phỏng vấn ạ? VSBA thì gồm có nhóm các nhà cố vấn về kinh doanh cũng như là các quỹ đầu tư, họ tham gia đầu tư và họ cũng cùng tham gia vào trong cái nhóm để thẩm định các cái quỹ, các cái công ty startup luôn ngay từ vòng này, và sau đó họ cùng làm việc với các startup trong vòng 4 tháng để ra được mô hình chuẩn, mô hình kinh doanh chuẩn và thử nghiệm sản phẩm mẫu trên thị trường ngay. Thậm chí có startup là của VSBA sau 4 tháng ươm tạo, sau 4 tháng chương trình BA này thì đã có gọi vốn được trên 500.000 đô và giá trị tăng trưởng lên 10 triệu đô ngay sau 4 tháng. VSBA thì ở Việt Nam thì một số nơi, đương nhiên là ở Nghệ An thì đã có nhờ bên VSBA cố vấn để xây dựng một cái gọi là trung tâm khởi nghiệp tại thành phố Vinh.
thì VNQV đã hỗ trợ cho Nghệ An xây được một cái gọi là Venture Campus tại Vinh. Thì VNQV có đưa ra cái mô hình, có đưa ra cái concept về không gian làm việc chung mà chúng ta tiếng Anh gọi là co-working đấy ạ. Là một cái mô hình có rất nhiều chức năng của các phòng họp này, rồi các container có thể phòng kết nối, ví dụ như phòng chỗ chờ cho các startup và nhà đầu tư, họ có thể ra nói chuyện trao đổi công việc, rồi các nơi chỗ cho làm việc cho startup, rồi các cái bàn, các cái phòng lễ tân, vân vân, rất nhiều các cái chức năng trong một cái gọi là cái không gian làm việc chung để có thể hỗ trợ hết sức. Và các phòng đây có thể hội thảo, tổ chức các hội thảo workshop hoặc là chuyện khóa học đào tạo giữa các nhà cố vấn cho startup. Đây là một cái ví dụ concept khác về không gian làm việc chung. Đây là các cái thiết kế các cái văn phòng riêng cho các cái tại các không gian làm việc chung cho các startup và các cái nơi tổ của thành phố. Trong tương lai các chị sẽ sang tham quan VSTA tại Hà Nội, tại gọi là một phiên bản thu nhỏ của Venture Campus tại số 24 Lý Thường Kiệt. Thì tại đây mọi người sẽ mục sở thị luôn, cho nên là đây là một số hình ảnh hoạt động của VFPA trong những thời gian, trong những năm vừa qua. Một mô hình vườn ươm cho doanh nghiệp là ở hiện tại VSP thì đã tổ chức hai dạng vườn ươm, một là VA tức là mô hình hỗ trợ tổ chức cho kinh doanh, và một mô hình đó là gọi là ACA tức là mô hình vườn ươm cho doanh nghiệp phong cách sống. Cái phong cách sống doanh nghiệp, phong cách sống là gì ạ? Ví dụ như là về cái mảng này, về cái mảng về phong cách sống có thể chúng ta hiểu như là từ nấu ăn, làm đẹp hay là làm vườn, hoặc là làm các nghề thủ công mỹ nghệ, hoặc là trang trí và dùng các vật liệu từ các vật liệu phế phẩm mà bỏ đi ta thể dùng tái sử dụng. Mà trong đó cái mô hình kinh doanh của trong cái cho cái ACA này thì các cái mô hình kinh doanh phải không phải chúng ta chỉ là những người gia công tất cả giá trị rẻ, mà chúng ta phải giá trị cốt lõi là gì, là giá trị nó đưa lại là dựa trên cái sự sáng tạo của các bạn startup, để các bạn làm sao tạo ra giá trị có giá trị cao, cái sản phẩm của mình có giá trị cao, chứ không phải là làm rất là vất vả nhưng cuối cùng không khác gì như kiểu SME doanh nghiệp nhỏ và vừa thì nó gia công rồi xuất khẩu hoặc là bán vân vân. Thì chúng tôi gọi là cái mô hình gọi là mô hình kinh doanh giá trị cao dựa vào sáng tạo. Tiếng Anh của nó thì gọi là Elegant Business Model Design. Thì trong 4 tháng ươm tạo thì các startup sẽ được các cố vấn của VFBA cố vấn làm cùng với nhau đào tạo và làm thực hiện luôn ngay tại trong chương trình đó, xây dựng ra được cái mô hình kinh doanh gọi là Elegant Business Model Design, thiết kế luôn, điều chỉnh lại mô hình kinh doanh của mình cho chuẩn, thực nghiệm trên thị trường, trên khách hàng ngay và quay về điều chỉnh lại cho chuẩn trước khi bắt đầu gọi. Và sau 4 tháng có thể nếu như startup nào tốt là các quỹ của VNV đầu tư ngay và mở rộng thị trường ngay, tất cả trong 4 tháng đấy. Với các cái doanh nghiệp phong cách sống thì gọi là những ai, ví dụ như là chủ các doanh nghiệp có khả năng thay đổi mô hình kinh doanh của mình, thực ra là từ công ty có thể mới thành lập hoặc công ty hộ gia đình hoặc dân tộc thiểu số, hoặc có thể là chủ doanh nghiệp là phụ nữ chẳng hạn, hoặc có thể là các bạn sinh viên, đối tượng là rất đa dạng. VFPA không hề là phân biệt là phải các bạn học ở nước ngoài về trình độ bằng Stanford hay là Harvard chẳng hạn, miễn là các bạn có đam mê. Các cái lĩnh vực trong cái mảng gọi là doanh nghiệp phong cách sống là gồm những lĩnh vực gì? Thứ nhất là thủ công mỹ nghệ, du lịch, dịch vụ hoặc là bảo vệ môi trường, chế biến thực phẩm sạch, nông nghiệp công nghệ cao hoặc là công nghệ thông tin. Đấy là những lĩnh vực mà VFPA rất là quan tâm. Một mô hình khác mà VSBA đang, một mô hình này gọi là mô hình đang triển khai, gọi là mô hình lĩnh vực nông nghiệp, đưa ra các cái hệ sinh thái liên kết các giải pháp về nông nghiệp, tiếng Anh viết tắt thì là ASA. Trong cái hệ sinh thái của ASA này, hệ sinh thái cho nông nghiệp công nghệ cao đấy ạ, thì trung tâm cốt lõi của nó là gì? Là các cái startup về nông nghiệp công nghệ cao, về đưa ra các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm sạch và có tính bền vững, bảo vệ môi trường. Thế từ đó trên đó thì các công nghệ cũng như là về chế biến, đóng gói, vận chuyển, logistics hoặc là chứng nhận và truy xuất nguồn gốc vân vân, tất cả đều áp dụng công nghệ để có thể đưa ra cái chu trình quản lý và vận hành này nó tối ưu hơn và làm cho giá thành rẻ hơn.
chứ không thuần túy là chỉ có sản xuất xong rồi đưa ra shop hoặc phân phối các nhà hàng vân vân là bán, không thuần như thế nữa mà đương lên một cái mức độ cao hơn rất nhiều. Với mô hình đó thì đây cũng là một cơ hội rất tốt cho nông dân Việt Nam. Thứ nhất là có thể đưa ra từ các quy trình khi mà được quản lý bằng công nghệ thì có thể quy hoạch được, kế hoạch được các cái kế hoạch kinh doanh của mình hoặc là một cách hiệu quả và tốt hơn, chứ không bị phụ thuộc vào việc là do nhà cung ứng, nhà người mua người ta ép giá hoặc là người ta không thể có thể hủy hợp đồng như thế. Thì bản thân cái mô hình này thì các nhà, các cái nông trang người ta có thể hoặc là các nông dân có thể tổ chức là tự tổ chức ra các cái gọi là các cửa hàng bán đồ sạch ngay tại địa phương, là nơi trưng bày sản phẩm của mình và đầu mối để có thể các nơi ra đến và giới thiệu sản phẩm và đồng thời bán, và các nơi ra đến đang liên hệ kết nối để có thể phân phối sản phẩm của mình trực tiếp mà không cần phải qua trung gian. Thế và các cái hoặc là một cái loại hình du loại hình visit nữa là ví dụ như là farm tour, tức là cái nơi chung chữa các cái nơi là sử dụng các cái nông trang sản xuất như là cam hay chè hay là cà phê, nhưng kết hợp với có du lịch sinh thái, và du lịch sinh thái thì chúng ta phải tổ chức như thế nào để nó vừa nó bổ trợ cho việc tăng nguồn thu nhưng đồng thời bổ trợ cho việc là trải nghiệm các cái sinh hoạt, các cái hoạt động sản xuất tại nông trang của mình, hoặc là các cái nông trang về đồ sạch, đồ hữu cơ. Đấy là những cái mô hình kinh doanh kiểu mới bây giờ. Cho hỏi các chị ở đây chẳng hạn có ai đã chứng kiến một cái mô hình ví dụ như thế này chẳng hạn, một trong những mô hình tương tự như thế tại Việt Nam chưa ạ? Cũng kiểu dạng như thế, và tuy nhiên là ở trong Sài Gòn chẳng hạn là Lái Thiêu chẳng hạn, nhưng mà nó cao cấp hơn. Thế còn như ở nước ngoài thì rất nhiều rồi. Thế mọi người đã tham quan một nơi nào đấy ở nước ngoài chưa ạ? Có ai ở đây đi du lịch sang nước ngoài chẳng hạn, trải nghiệm châu Âu hoặc là Úc chẳng hạn? Thực ra các mô hình này ở các nước phát triển như là châu Âu hay Úc họ ra khá là phát triển, có lâu rồi, cũng phải đến mấy chục năm nay rồi. Như Ý, Thụy Sĩ hoặc là Pháp hay là Anh, rồi là Vương Nhiệm Úc rất là nhiều, và bản thân tôi cũng đến một số địa điểm như thế rồi. Họ rất là sáng tạo quanh khu vực ở Việt Nam, quanh khu vực châu Á, Đài Loan chẳng hạn là một ví dụ, họ rất sáng tạo. Ngoài ra thì cái việc mà qua các cái nơi như thế nào, nơi cái nơi mà chúng ta vừa trao đổi đấy là cái nơi mà trưng bày sản phẩm của các cái doanh nghiệp nông nghiệp, thì cơ hội mà gọi vốn cho các doanh nghiệp nông nghiệp đó rất là lớn, bởi vì là khi các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư người ta cũng mong muốn đến, ví dụ đến Việt Nam hẳn, họ tìm ở đâu không biết đâu, vào trang web của chính phủ thông tin rất là sơ sài, không được cập nhật thường xuyên, vì thông tin về doanh nghiệp là phải cập nhật thường xuyên, doanh thu năm nay thế này năm sau nó tăng lên thế nào, hoặc là nó khi công ty chết rồi vẫn có trên web chẳng hạn. Cho nên là những nơi đấy là nơi người ta sẽ đi tìm để người ta hiểu và để tìm cơ hội để đầu tư các cái công ty hoặc người ta mua công ty luôn để mở rộng thị trường ngay. Ví dụ như là một cái mô hình gọi là mô hình gọi vốn từ crowdfunding, tức là từ đám đông đấy ạ, tức là gọi Indigo, mô hình này rất là nhiều ở bên Israel, và vừa có quỹ gọi là Indigo nông nghiệp. Họ dùng các công nghệ mới và họ có thể để xây dựng và gọi vốn rất nhanh, có công ty bây giờ giá trị hàng tỷ đô. Đây là một ví dụ tại quỹ Flagship Pioneering. Thế họ cùng đầu tư cho một cái tất này, sử dụng công nghệ thực vật vi mô để tăng khả năng chống bệnh và hạn hán. Thì tất nhiên là cái người mà sáng lập ra cái startup này, người ta không phải là người ta là một tiến sĩ, ông ấy chuyên về công nghệ sinh học. Thế và một nhà đầu tư CEO vận hành về Visit là ông này là chuyên về làm nhà chuyên gia về gọi là chuyên startup rồi. Cho nên là cái sự kết hợp rất là tốt, người ta thấy ra mô hình nhanh như thế. Cho nên là sau có hơn một năm người ta gọi vốn được 156 triệu đô từ quỹ này. Và giá trị hiện trường trên thị trường là 1 tỷ 4 đô. Với VSVA hiện tại là cũng đã đầu tư từ năm 2015 đến nay thì đã đầu tư một số các startup về nông nghiệp, công nghiệp, ví dụ như là Hachi. Công ty này thì đến nay họ đã mở rộng ra tại Úc, và từ Úc họ đã có hợp đồng với cả bên Úc để set up các cái nông trang, toàn bộ nông trang cho họ, rất lớn. Công ty này họ cũng đã giá trị không phải là ít tiền nữa mà giá trị nhiều triệu đô rồi. Đấy là một startup của VSBA đã từng đầu tư cách đây 4 năm. Thì cảm ơn các anh các chị.
đây là cái giới thiệu vừa xong phần giới thiệu về cái mô hình của VNPA tại Việt Nam. Thank you.